Từ khi có chủ trương khơi thông, khu vực ven sông này đã phát triển nhanh chóng với hàng loạt dự án đô thị mọc lên, hình thành trục đô thị dọc sông Cổ Cò. Nắm bắt được những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhiều tập đoàn bất động sản tham gia đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để triển khai các dự án quy mô mang đặc trưng đô thị ven sông gắn liền với du lịch, tạo nên những tín hiệu khởi sắc cho thị trường bất động sản vào những tháng cuối năm 2020. Việc triển khai nạo vét sông Cổ Cò thể hiện quyết tâm chính trị của hai địa phương khơi thông sông Cổ Cò, không những mở ra những cơ hội phát triển du lịch, bất động sản, mà còn góp phần phát triển liên kết giữa hai địa phương thuộc khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Điều này là phù hợp với quy hoạch chung của cả Quảng Nam và Đà Nẵng và cả thực tế quy luật phát triển hiện tại. Kỳ vọng rằng với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, con sông Cổ Cò sẽ được hồi sinh, khơi thông mạch nguồn cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian tới.